chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ sáu ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình thời sự ngày hôm nay. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên chốt ngân sách nhà nước năm 2023. Các hộ dân tại huyện Kim Động mở rộng kinh doanh sản phẩm OCOP trên nền tảng số. Tập trung nhân lực và máy móc thi công đường song hành với đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Thành phố Hưng Yên bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ Tết. Chuẩn bị các điều kiện để đấu giá 3 mỏ khai thác vật liệu xây dựng. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra, động viên các cơ quan đơn vị thực hiện tốt công tác khóa sổ cuối năm 2023. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh là 31.950 tỷ đồng, đạt gần 140% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Trong đó, thu từ hoạt động hải quan là trên 3.600 tỷ đồng, thu nội địa là hơn 28.300 tỷ đồng. Về công tác chi ngân sách, chi thường xuyên ngân sách địa phương là gần 7.300 tỷ đồng, đạt gần 92% dự toán. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Lê Huy ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của ngành tài chính, ngân hàng đã đóng góp quan trọng vào kết quả chung phát triển kinh tế của tỉnh. Đồng chí cũng nhấn mạnh, năm 2024, nhiệm vụ thu chi ngân sách có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt vấn đề giải ngân vốn đầu tư công. Các cơ quan tài chính, ngân hàng cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành những chính sách thiết thực, đầu tư ngân sách vào các công trình đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội. Đồng chí cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu đến ngày 31 tháng 1 năm 2024 sẽ hoàn thành chỉ tiêu chi ngân sách. Đối với ngành ngân hàng, đồng chí động viên các đơn vị cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu năm, có giải pháp để giảm nợ xấu, tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp mới thành lập, tổ chức triển khai kịp thời, có hiệu quả nguồn vốn cho phát triển kinh tế xã hội. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn cận kề, đồng chí chúc toàn thể cán bộ ngành tài chính, ngân hàng sức khỏe, hạnh phúc, bình an, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục có những đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp phát triển của tỉnh. Thông tin chi tiết buổi làm việc chúng tôi sẽ đưa vào các bản tin sau. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Sáng nay, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Năm 2023, Bộ Thông tin Truyền thông đã hoàn thiện đồng bộ và nâng cao chất lượng xây dựng thể chế phát triển ngành, trọng tâm là chuyển đổi số quốc gia với mục tiêu vừa phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số lớn mạnh của Việt Nam để vươn ra thế giới. Đây là năm thứ hai liên tiếp kinh tế số Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong khu vực ASEAN. Hạ tầng số được phát triển đồng bộ phục vụ chuyển đổi số quốc gia và dẫn dắt phát triển. Phát biểu với các đại biểu tại điểm cầu của tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành rà soát, đánh giá kết quả hoạt động của ngành trên địa bàn tỉnh theo các lĩnh vực cụ thể để từ đó phát huy những kết quả đã đạt được và tìm giải pháp tháo gỡ những vướng mắc, khắc phục những hạn chế để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đã đề ra, tăng cường mối liên kết, phối hợp giữa ngành thông tin và truyền thông với các ngành lĩnh vực liên quan phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Chiều nay, Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội tỉnh năm 2023. Trong đó có một số chỉ tiêu và số liệu của Hưng Yên cao hơn so với cùng kỳ và kế hoạch đề ra. Năm 2023, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn do tác động suy thoái của nền kinh tế khu vực và thế giới, song với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên vẫn đạt được nhiều kết quả khả quan. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP tăng 10,05%, kế hoạch tăng 9,0%, tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 110,4 triệu đồng, thu ngân sách đạt khoảng 32.000 tỷ đồng, quy mô nền kinh tế ước đạt 144.000 tỷ đồng, xếp thứ 11 trên 63 tỉnh, thành phố, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,86%, tổng số vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt hơn 68.000 tỷ đồng. Thu hút đầu tư nước ngoài năm 2023 cũng là điểm sáng với 48 dự án đăng ký mới, nâng tổng số dự án đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh là 543 dự án với tổng vốn đầu tư gần 7 tỷ đô la Mỹ. Văn hóa, y tế, giáo dục có nhiều tiến bộ, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, an ninh quốc phòng được giữ vững. Chiều nay, Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của các ủy cơ sở, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh,
đối với sinh hoạt cấp ủy và chi bộ. Công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân tiếp tục được quan tâm, việc kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng được thực hiện nghiêm túc. Qua đánh giá xếp loại, số tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm gần 20%. Năm 2024, Ban Thường vụ Đảng ủy khối tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá về công tác cán bộ, tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, đảng bộ, chi bộ quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trên cơ sở phân loại, rà soát, quy hoạch cán bộ. Nhằm giữ gìn và phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống của làng nghề địa phương, thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, giá trị gia tăng cho các sản phẩm làng nghề, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành kế hoạch về việc bảo tồn và phát triển làng nghề tỉnh Hưng Yên năm 2024. Theo đó, các sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, xây dựng các ấn phẩm, clip giới thiệu tiềm năng làng nghề truyền thống, rà soát khôi phục phát triển những nghề làng nghề có nguy cơ mai một, thất truyền, khuyến khích hỗ trợ các cơ sở sản xuất duy trì hoạt động, tạo ra các sản phẩm độc đáo phục vụ sinh hoạt lễ hội truyền thống, tăng cường ứng dụng công nghệ khoa học, công nghệ số, chuyển đổi số để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, xúc tiến thương mại và phát triển du lịch làng nghề, hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng và xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, tổ chức sản xuất tại các làng nghề theo hướng hình thành các chuỗi liên kết giá trị từ vùng nguyên liệu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Sản phẩm làng nghề gắn với chương trình OCOP, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá, phát triển thị trường các sản phẩm làng nghề, bảo tồn phát triển nghề, làng nghề gắn với du lịch. Thưa quý vị và các bạn, huyện Kim Động hiện có 37 sản phẩm OCOP. Thời gian qua, địa phương và các chủ thể sản xuất đã tích cực mở rộng kinh doanh, tiêu thụ các sản phẩm OCOP trên nền tảng số. Công ty trách nhiệm hữu hạn cộng đồng 18 tháng 4 ở xã Thọ Vinh có 5 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao, gồm các loại visa, dê lưng da bò và túi đựng laptop. Từ cuối năm 2022, công ty đã đưa sản phẩm OCOP lên giới thiệu quảng bá trên website, fanpage và mạng xã hội Zalo để sản phẩm tiếp cận được với nhiều đối tượng khách hàng hơn, đặc biệt với việc thay đổi mẫu mã sản phẩm theo hướng trẻ trung hơn. Việc đưa sản phẩm lên nền tảng số giúp tiếp cận với giới trẻ hiệu quả hơn, nhận được nhiều bình luận yêu thích của giới trẻ. Để mà thực hiện được cái đẩy mạnh doanh số bán ra cũng như đẩy được hàng hóa thì bắt buộc doanh nghiệp phải đi theo nền tảng số. Các bạn hàng cũ của doanh nghiệp từ năm 2010 đến nay thì họ đã truy cập vào cái website của công ty và đồng thời đã có rất nhiều những khách hàng mới, họ bán theo cái online đấy thì họ đã truy cập vào các cái bộ phận bán hàng, chỉ cần đóng hàng và gửi đi các tỉnh để phục vụ họ. Với mong muốn đưa ra thị trường những sản phẩm sạch vì sức khỏe cộng đồng, đồng thời khẳng định được thương hiệu của sản phẩm, chị Nguyễn Thị Hương Nhu ở xã Toàn Thắng đã nỗ lực đưa sản phẩm giò trà của gia đình mình trở thành sản phẩm OCOP. Ngay sau khi hai sản phẩm giò lụa và trà lụa Hùng Nhu được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao vào tháng 8 vừa qua, chị Nhu đã tích cực tìm cách quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số. Song song với đó là nghiên cứu cho ra đời sản phẩm mới, giò đông trùng hạ thảo, giúp hỗ trợ nâng cao sức khỏe cho người tiêu dùng. Hiện tại thì tôi đang dùng fanpage Zalo để giới thiệu sản phẩm của mình và khách hàng đã biết đến nhiều hơn. Trong tương lai tôi đã nghĩ đến một kênh kỹ thuật số làm bài bản hơn để cho nhiều người biết đến với cái sản phẩm. Huyện Kim Động hiện có 37 sản phẩm OCOP, trong đó 12 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao, 23 sản phẩm đạt 3 sao. Hầu hết các sản phẩm OCOP là những mặt hàng nông sản chất lượng từ quá trình trồng trọt, chăn nuôi của địa phương. Song song với việc tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không ngừng đổi mới, nâng cao mẫu mã, chất lượng sản phẩm, việc tham gia hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá giới thiệu sản phẩm trên các nền tảng số đã và đang chắp cánh cho sản phẩm vươn xa, được thị trường đón nhận và ưa chuộng. Sau khoảng một tháng triển khai công bố và thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án đường bên gói thầu từ quốc lộ 38 đến nút giao quốc lộ 39A, địa bàn huyện Tiên Lữ đã đạt được một số kết quả nhất định. Huyện đang phấn đấu giao mặt bằng sạch cho nhà thầu trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Dự án đường bên là phần đường mở rộng của tuyến đường bộ nối hai đường cao tốc qua huyện Tiên Lữ có chiều dài trên 4 km, có hai xã Nhật Tân và Thủ Sĩ nằm trong diện tích cần giải phóng mặt bằng. Diện tích cần phải giải phóng chủ yếu là đất nông nghiệp và công trình mô mả hiện đã được kiểm đếm và lên phương án hỗ trợ đền bù. Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện triển khai ưu tiên công tác di chuyển mô mả trước, nhờ làm tốt công tác dân vận. Đối với những trường hợp khó khăn, nhất là một số người mộ tổ, cũng đã được các dòng họ cam kết di chuyển ngay trước ngày 23 tháng Chạp. Xã Nhật Tân đã di chuyển 48 trên 50 ngôi mộ, xã Thủ Sĩ đã di chuyển được 10 trên 35 ngôi.
Thì đối với cả xã Nhật Tân thì đến nay đã cơ bản hoàn thành gần xong cái công tác giải phóng bằng. Hiện tại còn vướng 1-2 trường hợp đang xin ý kiến của các khu chuyên môn. Còn đối với cả ở xã Thủ Sĩ thì vừa mới triển khai cái giao mốc ngoài thực địa. Thì sau khi nhận mốc ngoài thực địa thì hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư đã tổ chức rà soát. Thì sau khi mà đã tổ công tác và hội đồng bồi thường kiểm kê xong đã gửi cái phương án về các hộ. Thì các hộ hiện tại cũng đã có nhiều hộ di chuyển. Và theo cái kế hoạch đăng ký với cả hội đồng bồi thường thì đến 19 tháng 11 âm này thì có một số hộ tiếp tục di chuyển. Và có đến mùng 5 tháng 12 âm là các hộ đã sẽ di chuyển hết. Có mặt bằng đến đâu sẽ tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị thi công ngay đến đó, thậm chí ngay cả dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đó là khẳng định của đơn vị thi công gói thầu số 01, thi công xây dựng công trình dự án thành phần 2.2, xây dựng đường song hành, đường đô thị, địa phận tỉnh Hưng Yên, thuộc dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4, vùng thủ đô Hà Nội. Dự án thành phần 2.2 xây dựng đường song hành trên địa phận tỉnh Hưng Yên với mức đầu tư trên 1,5 nghìn tỷ đồng. Xác định tầm quan trọng của dự án, ngay khi khởi công dự án, đơn vị nhà thầu là công ty cổ phần Liten đã thể hiện sự quyết tâm cao, huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức đồng bộ 4 mũi thi công. Đến thời điểm hiện tại thì nhà thầu đã huy động được hơn 40 đầu máy móc thiết bị và 70 nhân lực đã có mặt tại dự án để trực tiếp thi công. Nhà thầu đã thi công được 4 mũi thi công những vị trí mà đã được bàn giao mặt bằng. Nhưng mà tuy nhiên là cái mặt bằng hiện tại là đến thời điểm hiện tại là chưa được mặt bằng, nó chưa được liên tục. Mọi người đang gặp rất nhiều khó khăn trong công tác là điều phối thiết bị cũng như là công tác là huy động vật tư vật liệu vào để thi công. Qua ghi nhận tại các mũi thi công, nhà thầu đang tập trung triển khai thi công các hạng mục đào đất không thích hợp, đào thay đất, trải phải địa ngăn cách và đắp hoàn trả cát. Kết quả, đến ngày 28 tháng 12, tức sau hơn một tháng kể từ ngày khởi công, nhà thầu đã đào đất không thích hợp, đào thay đất được trên 60.000 mét khối, trải phải địa ngăn cách được gần 58.000 mét vuông, đắp hoàn trả cát được trên 43.000 mét khối. Khó khăn lớn nhất vẫn là vấn đề liên quan đến vấn đề mặt bằng, nên là các cái khu tái định cư cũng như là các cái hạ tầng kỹ thuật liên quan đến đường điện 200 và 500 kV. Thì đến thời điểm hiện tại thì nhà thầu hiện tại đang phải thi công xen kẹp, chưa được liên tục, là cũng là lý do là chưa thể giải phóng được những cái vị trí đấy. Thì cũng như thời gian tới thì các cơ quan chức năng cũng như sở ban ngành hỗ trợ nhà thầu trong công tác di rời giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho nhà thầu triển khai thi công cách tốt nhất. Quyết tâm của nhà thầu đó là tính tại thời điểm đến thời điểm hiện tại là nhà thầu cũng đang có kế hoạch là sẽ thi công rút ngắn thời gian xuống 6 tháng. Đường song hành hai bên 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/h cùng phần dự trữ đường sắt trên cao. Thời gian thực hiện đến năm 2026 cơ bản hoàn thành, đưa vào khai thác từ năm 2027. Hiện các đơn vị thi công đang huy động tối đa máy móc, trang thiết bị hiện đại, lựa chọn đội ngũ nhân lực có kinh nghiệm nhất để thực hiện dự án, đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật, đảm bảo tiến độ thi công, hoàn thành và đưa công trình vào khai thác sử dụng theo đúng tiến độ đề ra. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh. Trong đó yêu cầu các khu vực khoáng sản được lựa chọn đưa ra đấu giá không vi phạm vùng cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản và phải phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt. Các khu vực mỏ khoáng sản gồm 3 điểm mỏ cát trên sông Hồng, trong đó 2 điểm mỏ chưa thăm dò và 1 điểm mỏ đã có kết quả thăm dò được phê duyệt tại xã Mai Động, huyện Kim Động và phường Hồng Châu, xã Quảng Châu và xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai tổ chức thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản các mỏ cát nêu trên theo đúng quy định, thực hiện đấu giá công khai, minh bạch, bình đẳng, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư tham gia đấu giá và của nhà nước. Vừa qua, tại huyện Yên Mỹ và Văn Lâm, Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên tổ chức tuyên truyền, quán triệt nội dung đề án thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư nông thôn. Đầu năm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành quyết định số 175 phê duyệt đề án thu gom xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu đến năm 2030 có 25% điểm dân cư nông thôn tập trung có hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt, 15% nước thải được xử lý. Toàn tỉnh hiện có 7 công trình xử lý nước thải khu dân cư.
Đại diện Viện Nước Tưới Tiêu và Môi trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giới thiệu và hướng dẫn kỹ thuật công nghệ xử lý nước thải phân tán để quát. Đây là công nghệ xử lý sinh học mán tự nhiên kết hợp bãi lọc trồng cây, chi phí đầu tư và vận hành thấp, phù hợp với quy hoạch và thực tế nước thải sinh hoạt ở nông thôn. Thông qua buổi tuyên truyền, góp phần giúp chính quyền các cấp có thông tin tổng thể về đề án thu gom xử lý nước thải khu dân cư, qua đó có phương hướng triển khai thực hiện đề án trong thời gian tới. Theo lịch nghỉ Tết Dương lịch 2024, bắt đầu từ ngày mai 30 tháng 12, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan nhà nước sẽ có đợt nghỉ kéo dài 3 ngày liên tục. Dự báo lưu lượng người đi lại và vui chơi tại các địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố Hưng Yên sẽ tăng cao. Lực lượng công an toàn thành phố đã chủ động triển khai nhiều phương án nhằm kiềm chế tối đa các vụ việc vi phạm, đảm bảo an toàn cho người dân đón Tết Dương lịch vui tươi, hạnh phúc. Trong dịp này, công an thành phố Hưng Yên đã xây dựng kế hoạch cụ thể, huy động lực lượng cần thiết, thành lập các tổ tuần tra kiểm soát chốt chặn tại các trục đường chính, khu vực ra vào địa bàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là các hành vi vi phạm nghiêm trọng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, đi quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, đi sai làn đường. Bên cạnh đó, phối hợp với công an xã phường tăng cường đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để xảy ra tình trạng gây rối đua xe, trộm cắp, móc túi gây mất an ninh trật tự tại các địa điểm công cộng như khu vực quảng trường Nguyễn Văn Linh, công viên Nam Hòa, khu vực đền Trần, đền Mẫu, hồ Bán Nguyệt. Để phòng chống các cái đối tượng ở các địa bàn lân cận tụ tập về thành phố Hưng Yên để chạy tốc độ cao, đua xe, lạng lách đánh võng và gây rối trật tự công cộng, thì công an thành phố Hưng Yên đã chủ động kết hợp với các lực lượng của tỉnh như lực lượng cảnh sát 113, cảnh sát cơ động, lực lượng cảnh sát hình sự tăng cường tuần tra khép kín địa bàn trên tuyến của thành phố cũng như là chốt chặn tại những cái điểm cửa ngõ ra vào thành phố để ngăn chặn, bắt giữ và xử lý kịp thời những cái đối tượng có hành vi vi phạm. Trong những ngày qua, công an các phường Hiến Nam, Lam Sơn, Hồng Châu tuần tra mật phục bắt giữ một số đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Dự báo các loại tội phạm có thể lợi dụng dịp cuối năm giáp Tết Nguyên đán để gia tăng hoạt động phạm tội như tội phạm cờ bạc, ma túy, tàng trữ vũ khí và liệu nổ, công cụ hỗ trợ, buôn bán pháo nổ. Để kịp thời ngăn chặn các loại tội phạm, công an thành phố đề nghị quần chúng nhân dân tăng cường tuyên truyền người thân và gia đình, nâng cao tinh thần cảnh giác, tố giác tội phạm tới công an thành phố để kịp thời phát hiện bắt giữ các đối tượng phạm tội. Nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, hỗ trợ hành khách đi lại thuận tiện, đảm bảo an toàn giao thông trong và sau kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ hội mùa xuân, các đơn vị doanh nghiệp vận tải ô tô khách chủ động triển khai thực hiện các phương án đảm bảo giao thông an toàn và thông suốt. Sở Giao thông Vận tải đã yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tổ chức tuyên truyền, quán triệt cán bộ, công nhân, lao động, thành viên hợp tác xã, đặc biệt là giáo dục đội ngũ lái xe, nhân viên, phục vụ, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Các bến xe xây dựng kế hoạch vận tải đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại của nhân dân tăng cao, huy động tối đa lực lượng phương tiện phục vụ khách dịp Tết, hạn chế tối thiểu ùn tắc giao thông. Phục vụ bà con 24/24 là tất cả các ngày, kể cả ngày lễ Tết. Nhưng mà định dạo này là cái tuyến này nó cũng chạy là có 10 phút một chuyến nên là khách vẫn vắng lắm, không có khách ạ. Các đơn vị vận tải hành khách theo tuyến cố định, tuyến buýt đã bố trí trên 120 xe để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách và vận chuyển hàng hóa của nhân dân. Hiện nay hoạt động xe đưa đón khách chỉ đạt khoảng 20%. Dự báo những ngày giáp Tết, việc đi lại của người dân sẽ tăng cao. Các bến xe khách đã chủ động mọi phương án tốt nhất để phục vụ nhân dân trong những ngày Tết. Người dân như em là đi xe là biết là rất là tốt, thuận tiện, an toàn, đi lại là đúng giờ giấc. Cùng với việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng thanh tra giao thông tăng cường thanh tra kiểm tra việc tổ chức, chấp hành các quy định của pháp luật về vận tải hành khách đối với các lái xe, chủ doanh nghiệp vận tải và các bến xe, phối hợp với các lực lượng chức năng khác kiểm tra phát hiện và ngăn chặn việc vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, gian lận thương mại, hàng giả, pháo, gia súc, gia cầm bị bệnh không rõ nguồn gốc. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.